Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với em Chí, quê em Chí cưa bỏ cây xanh. Thì trước mắt mình là cây xanh rất là to, nằm sát mặt sông, ở trên là đường đan xe chạy. Được biết cưa cây xanh này để giải phóng đường lộ cho nó rộng. Cả nhà cùng theo dõi em Chí xe leo lên cưa cây xanh này như thế nào nha. Tình nguyện viên ở xã Mỹ Tân, nhóm sẽ dọn dẹp và điều phối hai bên đường xe chạy. Có em Lợi cũng theo hỗ trợ em Chí bên dưới. Đó, cái rễ của nó đó, cái nhà. Em Chí cười để em Chí leo lên nó dễ. Kéo những cái nhánh, những cái dây dây bông giấy xuống, những cái nhánh mà cây bông giấy thì nó có gai, đâm rất là đau.
giờ tôi đi.
trúng miệng trái lộn hết như vậy. Yeah.
Đi đi. Bán xuống ra ngoài đi. Đưa đi chị. Ông này không biết chặt củi đâu đấy ơi. Ông này ông gặp đỡ cho không biết chặt củi. Dọn theo cái tư tư biết rồi. Chặt khó không chồng. Không quỳ gì được, bỏ chặt khó. Quỳ gì nói chặt khó. Cái ông cầm dây, con gái dây vô không? Oh,
Rồi cao 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 đi. Nhánh bên dưới Ah!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em Chí sẽ cưa cây me. Thì cây me này kế bên có cái miễu, được biết cây me này lâu năm rồi nhưng mà không ai dám cưa hết trơn vì trời có đánh một lần à, cái cây bạch đàn sát bên chết á, nên người ta rất là sợ, không ai dám đeo và cũng không ai dám cưa cây me này. Cả nhà cùng theo dõi mình nha. Ah!
tục leo cưa cây xưa. Cây xưa này rất là to, nằm sát mé đường luôn cả nhà. Thì có thể là kiếm lên mé vài nhánh nó dê xuống đường. Okay.
Tiếp tục leo cưa cây xà cừ thì cây xà cừ này nằm trước cửa ủy ban xã Mỹ Tân. Xin mời cả nhà cùng theo dõi em Chí và nhóm sẽ cưa như thế nào nha. Hay, nhóm của anh Kiệt sẽ cưa phát quang ngoài lộ dọc hai bên đường. Những cây nào gieo ngoài lộ thì nhóm sẽ cưa hết. Em Chí tiếp tục leo cưa cây xà cừ. Cây xà cừ này cũng rất là to, nằm trước ủy ban xã Mỹ Tân. Xin mời cả nhà cùng theo dõi em Chí và nhóm sẽ cưa như thế nào nha. Coi chừng chút chặn xe nha. Cúp điện rồi em ta cúp chưa.
Mỹ dòm á. Không qua. Rồi coi chặn xe nha. Rồi xe có qua không? Dạ, chặn xe đó. Rồi cho chiếc xe tải nó qua cái đi. Thank you.
thấy không, mấy người thấy vậy không á, đi quay là thấy toàn là vậy, người ta đang cưa nhào nhào không á, ai để ở đâu hả?
Kỳ cục quá. Nó kiểu gì dễ bị đòn á. Cái nào? Rồi coi trả xe đi. Oh.
cầm này cho nó trống. Còn một cây bìa rồi, hai mình tiếp tục cưa. Cái này cả nhà ấy cũng nhiều nhánh nha. Oh.
thành không hạn thật, mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.